gửi cho toàn thể mọi người đang theo dõi video của shop Chuyên Trì Súng Hơi nhà em nhé. Các bác nhanh tay liên hệ đặt mua qua số điện thoại 0825671805, số có Zalo. Về hình thức mua hàng bên em thì vẫn ship code COD không đồng kiểm nha mọi người nhé. Hàng bao chuẩn, bao chất lượng, quay video như nào gửi cho mọi người như thế 100% như quảng cáo, không treo đầu dê bán thịt chó. Thêm lên nay lên cho một hàng với mẫu mã đạn chỉ giá rẻ bên em, bao gồm đạn nấm, hàng motor, được chưa ạ? Hàng siêu đẹp và siêu chất lượng nha mọi người nhá. Các bác xem hết video này để biết về giá cả cũng như là chất lượng của đạn như thế nào. Đó. Trước tiên về hàng loại 1 bên em. Loại 1 bên em là hàng chì dây. Hàng này bán cực kỳ chạy, nói chung chạy nhất tại shop em. Chất chì là chì mềm, được chưa ạ? Chì dây, cam kết là chì dây. Đây là cỡ kẹo 5.5. Về cỡ kẹo ấy, các bác lấy thước đo thoải mái cho em. Nói chung bao chuẩn nhá mọi người nhá. Đây là mẫu kẹo váy trúc này. Bác nào muốn chơi hàng thân dài bên em cũng có. Váy mỏng hơn hay váy dày hơn thì bên em cũng có đầy đủ cho mọi người nhá. Hàng cực kỳ đẹp, bao cho mọi người 90 cho mẹ lắp C2 và không một chân cỏ. 450 một ký là bao cước vận chuyển rồi, nên các bác yên tâm. Hàng này thì cực kỳ là xịn rồi, đó. Về GP hộp vàng bên em, GP hộp vàng thì khá là phổ biến, bởi vì dòng này thì rất chi dễ chơi và dễ dùng đấy nhá. Đa số là chơi được cành nào cũng chơi được đó. Bác nào mà đang chơi tất cả mọi cành thì đều có thể chơi được dòng gạch, đúng chưa ạ? Có cỡ từ 4.5 đến 6.40 và có mẫu kẹo như thế này thôi đó. Về 6.35 thì có mẫu kẹo váy ngắn mập nhá, pin to nhưng mà ngắn mập, đúng chưa ạ? Đó, GP Quang Thắng. Hàng này thì 400.000 một ký thôi, bao cước vận chuyển rồi nha mọi người nha. Về tiếp theo về motor bên em, motor 6.35. Hàng này thì dạo gần đây cũng cực kỳ hot và mọi người hỏi rất chi nhiều. Cam kết là lướt gió và độ ổn định cao hơn hẳn đạn nấm. Nếu bác nào biết chơi, biết chỉnh cành thì hàng này chơi cực kỳ xa cho mọi người luôn. Bao cho mọi người trung bình 100m lên. Về chất chì là chì mềm, đúng chưa ạ? Tuyệt đối không cắn phương ngại cành nên các bác yên tâm. Tiếp đến giới thiệu cho mọi người. Bên em có dòng thân dài này, em quay luôn cho mọi người về dòng thân dài bên em. Rồi, đây là thân dài 5.52 nhá mọi người nhá. Siêu đẹp nhá, chì dây nha mọi người nhá, 6.35. Thân dài em cũng có cho mọi người. 6.35, 5.56 có hết. 5.5, 5.52 đầy đủ, được chưa ạ? Siêu đẹp nhá. Mọi người thấy ở đây không? Đó. Tiếp theo về đạn chì giá rẻ 300, 350 của mọi người đây. Đây. Cho mọi người thấy luôn. Hàng này thì có 300, 350 thôi nhưng mà rất vẫn đảm bảo cho mọi người về không chút bao vía, được chưa ạ? Vẫn bao cho mọi người 60-70 đổ lại. Biết là bác căn chỉnh áp thì vẫn bay xa bình thường. Đấy, phục vụ cho bác nào mà ưa hàng giá rẻ nha mọi người nhé. Đấy, vẫn đảm bảo cho mọi người. Bình dân nhưng mà chất chì thì quá là ok cho mọi người luôn, được chưa ạ? Số lượng hàng chi lớn, các bác có nhu cầu xỉ lẻ cứ liên hệ với em nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video.